Đại sứ quán Nga tại Mỹ yêu cầu cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 17 tháng 8, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, cơ quan này tại Mỹ đã đề nghị Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cấp thị thực cho Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và tất cả các thành viên của Phái đoàn Nga tham dự các sự kiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. Trả lời trên kênh truyền hình Russia 24, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, cơ quan đại diện đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cấp thị thực cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các thành viên khác trong phái đoàn tham dự các sự kiện của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Ông cho biết trong những năm gần đây, Mỹ đã nhiều lần gây khó khăn cho Nga với các chuyến công tác ở tuyến Liên Hợp Quốc. Đại sứ quán Nga đã gửi yêu cầu đến Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia có trụ sở chính của Liên Hợp Quốc trên lãnh thổ và cấp thị thực ngay lập tức cho Bộ trưởng Ngoại giao và tất cả các thành viên của phái đoàn Nga. Đại sứ Nga Antonov tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục tìm cách nhập cảnh mà không có trở ngại đối với tất cả các đại diện của Liên bang Nga tham dự các sự kiện của khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông cho biết trong ngày 18 tháng 8, ông có một chuyến thăm khác tới Bộ Ngoại giao Mỹ và dự định nêu vấn đề này như một trong những vấn đề trọng tâm về sự tham gia toàn diện đầy đủ của Bộ trưởng Lavrov và phái đoàn Nga vào các sự kiện trong tháng 9 tại New York. Trước đó, tổng thống Nga Putin đã chỉ thị để ngoại trưởng Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn của nước này tới Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 tới. Theo chủ tịch Ủy ban của Hội đồng Liên bang Nga về các vấn đề quốc tế Grigory Karasin, trong tình hình hiện nay, việc Mỹ không cấp thị thực cho đại diện Nga tham dự khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 9 sẽ không phải là một bất ngờ đặc biệt đối với Moscow. Theo thỏa thuận về trụ sở Liên Hợp Quốc năm 1947, Mỹ cam kết đảm bảo quyền nhập cảnh, di chuyển và chỗ ở cho những người được mời đến New York. Nhưng trên thực tế, Mỹ đã nhiều lần không cấp thị thực cho các đại diện Liên bang Nga tham gia các sự kiện của Liên Hợp Quốc.